Hình ảnh gây tiếc nuối của Kỳ Duyên sau khi trượt top 12 Miss Universe. Sau hành trình hơn 3 tuần chinh chiến, Kỳ Duyên đã khép lại giấc mơ 10 năm thi quốc tế bằng vị trí trong top 30 Miss Universe 2024. Ngày 17 tháng 11, giờ Việt Nam, chung kết Miss Universe 2024 được diễn ra tại Mexico. Hơn 120 thí sinh lần lượt trải qua các phần thi hô tên, áo tắm, dạ hội, ứng xử để tìm ra tân hoa hậu. Đại diện Việt Nam trong đêm chung kết là hoa hậu Kỳ Duyên. Cô nhận được sự cổ vũ đông đảo khán giả trong nước cũng như kỳ vọng sẽ làm nên chuyện ở cuộc thi năm nay. Kỳ Duyên khởi đầu thuận lợi khi có phần thi hồ tên cực đã tai. Sau đó, đại diện Việt Nam xuất sắc được gọi tên vào top 30 chung cuộc. Năng lượng và tinh thần thoải mái giúp Kỳ Duyên trình diễn áo tắm ấn tượng hơn. So với bán kết, nàng Hậu Việt đã tiếp thu và thay đổi cách kết quắc, điều chỉnh thần thái để mang đến phần thi ổn áp. Tuy nhiên, may mắn đã không đến với Kỳ Duyên khi cô không thể lọt vào top 12 thí sinh xuất sắc nhất. Sau khi kỳ duyên trượt tốt, khoảnh khắc nàng hậu trên sân khấu được fan nhan sắc chia sẻ gây chú ý. Theo đó, kỳ duyên để lộ biểu cảm từ háo hức, hồi hộp chờ đợi và vui vẻ chấp nhận kết quả cuối cùng. Nhìn ánh mắt của người đẹp sinh năm 1996, cư dân mạng không khỏi tiếc nuối cho hành trình của cô. Tuy nhiên, nhiều người cũng động viên và dành nhiều lời khen cho kỳ duyên khi đã lọt vào top bằng thực lực. Với cuộc thi quy tụ hơn 120 người đẹp thì sự xuất hiện ở top 30 cũng là thành công đáng được công nhận của Miss Universe Việt Nam. Xuyên suốt hành trình vừa qua, kỳ duyên không ít lần khiến nhiều người tự hào khi luôn xuất hiện với hình ảnh chỉn chu, gu thời trang ấn tượng. Từ khóa Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Miss Universe được tìm kiếm tăng vọt trong suốt 3 tuần vừa qua. Không thể phủ nhận rằng, sau Phạm Hương, Khánh Vân thì Hoa hậu Kỳ Duyên là đại diện Việt Nam thu hút truyền thông nhất trong những năm gần đây. Sau đêm bán kết, kỳ duyên khiến netizen có phần lo lắng vì màn trình diễn được cho là dưới phong độ. Tuy nhiên có thể thấy ở chung kết, người đẹp Việt Nam đã lắng nghe những đóng góp và có thay đổi trong trình diễn. Trong bộ áo tắm hai mảnh, kỳ duyên lộ diện trên sân khấu với thần sắc cuốn hút. Cô trình diễn những bước kết quắc uyển chuyển, tươi cười rạng rỡ Màn trình diễn áo tắm của Kỳ Duyên được đánh giá ổn áp hơn, có năng lượng và cảm xúc. Đại diện Việt Nam được khen xử lý tà mượt mà và đẹp mắt. Cú xoay người biểu cảm cực kỳ slay của Kỳ Duyên ghi điểm trong mắt khán giả Việt. Chính những nỗ lực trên, kết quả top 30 của Kỳ Duyên nhận được nhiều lời khen từ khán giả. Bên cạnh đó, có nhiều người cũng tiếc nuối khi hành trình của nàng hậu dừng lại khá sớm ở chung kết. Sau khi top 12 lộ diện, các người đẹp đã bước vào phần thi dạ hội. Trên sân khấu, top 12 trình diễn trong những bộ trang phục lộng lẫy, thần thái sang trọng. Kết thúc phần thi này, từ top 12 ban giám khảo chọn ra 5 cô gái xuất sắc nhất, đó là các đại diện Nigeria, Thái Lan, Đan Mạch, Mexico và Venezuela. Trải qua hai phần thi ứng xử, trả lời riêng và một câu hỏi chung, kết quả của Miss Universe 2024 như sau. Đan Mạch, Hoa hậu, Nigeria, Á hậu 1, Mexico, Á hậu 2, Thái Lan, Á hậu 3 và Venezuela, Á hậu 4. Sau đăng quang, Victoria Kajaya Thiuvik đã có những bước đi đầu tiên trên cương vị mới. Nhiều thí sinh đã có mặt trên sân khấu để chúc mừng chiếc thắng của người đẹp Đan Mạch. Gây chú ý, Kỳ Duyên là một trong những người đẹp đứng ở hàng đầu để chung vui với Tân Hoa Hậu. Khoảnh khắc Kỳ Duyên hướng mắt về Miss Uni vớt 2024 được fan chia sẻ rộng rãi. Bộ váy dạ hội mà Kỳ Duyên dự định diễn ở chung kết cũng được hé lộ, đó là chiếc đầm trắng mà nàng hậu công bố trước đó.